Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Ngài giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp suốt 49 năm. Chứ Ngài chẳng mở lớp Phật học, chẳng mở Phật học viện. Mỗi ngày đều dạy học. Phương thức dạy học hồi trước rất giống lối dạy trong trường tư thục của Trung Quốc thời xưa. Tuy chẳng có tổ chức như trường học hiện nay, nhưng đời nào cũng dung bồi hiền nhân. Cao tăng đại đức mỗi thời đại, mỗi địa phương đều có rất nhiều. Sau khi Phật học viện được tạo dựng, rất ít cao tăng đại đức từ Phật học viện ra, thua xa người xưa. Có một năm khi giảng kinh ở Hương Cảng, tôi gặp Pháp Sư Diễn Bội. Chúng tôi rất ít gặp Ngài. Ngài diễn Hương Cảng, nhiều Pháp Sư ở Hương Cảng tiếp đón Ngài, dẫn Ngài đi tham quan. Họ mướn một chiếc xe buýt. Hôm đó tôi cũng có tham dự, nên tôi có dịp gặp Ngài. Trên xe có rất nhiều vị là học trò của Ngài. Diễn Bội Pháp Sư rất cảm kích và nói với tôi, Ngài nói hiện nay những Pháp Sư thật sự đi khắp nơi giảng kinh thuyết pháp đều chẳng xuất thân từ Phật học viện. Ngài chỉ tôi và nói, đó là kể cả ông ở trong đó. Chúng tôi tiếp nhận giáo dục tư thục, chẳng phải giáo dục chánh quy của nhà trường. Khi tôi học triết học cũng là giáo dục tư thục, chẳng phải học từ nhà trường, chẳng từ hệ triết học ở trong trường đại học. Tôi học triết học ở nhà giáo sư Phương Đông Mỹ. Mỗi tuần giáo sư dạy tôi 2 giờ đồng hồ. Học trò chỉ có mình tôi, một thầy một trò. Chúng tôi xuất thân như vậy. Học Phật Pháp cũng vậy. 3 năm đầu, tôi thân cận Chương Gia Đại Sư. Đại sư cũng dạy tôi mỗi tuần 2 giờ. Cũng là một thầy một trò. Tôi theo học Chương Gia Đại Sư hết 3 năm. Từ cơ sở này, sau đó tôi đến Đài Trung thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Năng. Tôi theo thầy học giảng kinh thuyết pháp. Do đó, giáo học Phật Pháp là một nền giáo dục đặc biệt. Phương pháp của giáo học Phật Pháp khác với thế gian, mục tiêu cũng khác, hiệu quả đương nhiên sẽ khác nhau. Giáo học Phật Pháp truy cầu trí huệ đức năng, tánh đức tỏ lộ. Y theo kinh điển Phật Pháp để nói, quá trình tu học của giáo học Phật Pháp chính là giới định huệ tam học.
Giới học là dạy chúng ta làm thế nào xử sự đãi người tiếp vật. Huệ học dạy chúng ta nhìn thấu, hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Định học dạy chúng ta buông xuống. Khôi phục tâm thanh tịnh, bình đẳng của chúng ta. Do đó, từ giáo học này, chúng ta có thể đạt được thọ dụng thật sự. Đích thật là phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Cả đời Thế Tôn dùng lý niệm này, tông chỉ này để dạy học trò. Từ đó về sau, mỗi đời cao tăng đại đức đều noi theo lời dạy của Đức Phật, chẳng trái nghịch với tông chỉ này. Noi theo đó mà lưu truyền ban bố Phật pháp giáo hóa chúng sanh. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Trong thời đại ngày nay, làm thế nào có thể dung hợp quy tắc của giáo học thế gian là có thể không trái nghịch với tông chỉ giáo học của Đức Phật, thì Phật học viện như vậy mới có thể tận thiện tận mỹ. Mới không đến nỗi chạy theo Phật học. Nếu chạy theo Phật học thì chúng ta sẽ thất bại. Đó là coi Phật pháp như môn nghiên cứu học thuộc thế gian. Không đạt được thực dụng. Chúng ta phải học Phật. Học Phật và Phật học là hai sự việc khác nhau. Học Phật thì sẽ thành Phật, còn Phật học chẳng thể giải quyết vấn đề. Học Phật mới có thể giải quyết vấn đề. Kế đó, Đức Thế Tôn nói: dĩ thị di cố, vô phân thị hình, bá thiên ức quá độ, tùy kỳ căn tánh di độ thuyết chi. Câu này của Đức Thế Tôn làm gương cho Bồ Tát. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng dùng vô lượng vô biên phân thân ứng hóa trong thế gian. Nên dùng thân gì để độ được thì Ngài sẽ hiện thân đó. Nên dùng pháp môn gì để độ thì Ngài sẽ nói những pháp môn đó. Hiện nay trong thế gian của chúng ta có chư Phật Bồ Tát hiện diện hay không? Trong sự tưởng tượng của chúng tôi thì nhất định là rất nhiều. Tại sao vậy? Hiện nay chúng sanh gặp nạn, lòng từ bi của Phật Bồ Tát vô cùng khẩn thiết, nhất định là rất nhiều. Các ngài không lộ thân phận nên chúng ta không biết mà thôi. Sách vở Trung Quốc đời xưa ghi những gì bộc lộ thân phận không nhiều. À,
chỉ có vài vị mà mọi người đều biết. Chúng ta biết Hàn Sơn Thập Đắc là Văn Thù Phổ Hiền Hóa Thân. A Di Đà Phật tái lai, chúng ta biết được gồm có Vĩnh Minh Viên Thọ. Đây là tổ thứ sáu của Tịnh Tông chúng ta. Ngài là A Di Đà Phật tái lai. Phong Tăng Hòa Thượng hồi đó ở chùa Quốc Thanh cũng là A Di Đà Phật hóa thân. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tái lai, nghe nói truyện ký ghi Thí Gia Lợi Sư là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn Thiện Đạo Đại Sư cũng là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Ngài là tổ thứ hai của Tịnh Độ Tông. Gần đây nhất Ấn Quang Đại Sư là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Vào thời nhà Tống, Bố Đại Hòa Thượng thời Nam Tống là Di Lặc Bồ Tát tái lai. Đây là những vị Phật Bồ Tát mà thân phận đã tiết lộ, hiện nay mọi người đều biết. Còn những vị chẳng lộ thân phận thì quá nhiều đi thôi. Thế Tôn làm gương. Khi Đức Phật thị hiện, nên dùng thân gì độ được thì Ngài sẽ thị hiện thân ấy. Tùy kỳ căn tánh, nhi độ thoát chi. Câu này đối với chúng ta vô cùng quan trọng. Giáo hóa chúng sanh là việc vô cùng linh động, hoạt bát, chẳng phải là phương pháp cứng chắc như khúc gỗ. Nhất định phải biết ứng theo căn cơ mà thuyết pháp, tùy theo căn tánh chúng sanh mà độ họ. Pháp ấy hoạt bát linh động biết bao. Xin xem tiếp kinh văn. Địa Tạng: Ngô Kim ân cần dĩ thiên nhân chúng phó chúc ư nhữ. Là kêu tên Ngài Địa Tạng. Đặc biệt dùng chữ ân cần. Ngữ khí càng về sau càng trân trọng, càng khẩn thiết. Đức Phật giao phó những chúng sanh đang chịu khổ nạn trong lục đạo cho Ngài Địa Tạng. Dùng trí huệ, từ bi, thần lực của Ngài để giúp đỡ những người này. Vị lai chi thế. Vị lai là chỉ thời gian sau khi Đức Phật diệt độ. Thời đại ngày nay chính là thời vị lai. Nói trong câu này: Nhược hữu thiên nhân cập, thiện nam tử thiện nữ nhân. Chúng ta biết người cõi trời đều là người thiện, họ tu tập thiện nên mới được sanh lên trời. Do đó người cõi trời thiện nhiều ác ít, càng lên cao càng thiện. Người cõi trời dục giới còn một số ác niệm, đến cõi trời sắc giới công phu thiền định sâu rồi,
Ý niệm ác dục hoàn toàn bị phủ kín, bị điều phục. Tiêu chuẩn thiện của thiện nam tử, thiện nữ nhân trên thế gian rất thấp, chẳng cao lắm. Sau đó Ngài nói, ư Phật Pháp trung chủng thiểu thiện căn, nhất mau, nhất trần, nhất xa, nhất trích. Tiêu chuẩn của thiện nam tử, thiện nữ nhân nói trong đoạn này khác với tiêu chuẩn của thiện nam tử, thiện nữ nhân nói đoạn trước. Đây là khi chúng ta đọc kinh, ý nghĩa của mỗi đoạn, tiêu chuẩn của mỗi đoạn khác nhau. Tiêu chuẩn ở đoạn này rất thấp. Trong Phật Pháp, trong một ít thiện căn, chỉ có một tí xíu thiện căn, sau đó là tỷ dụ nhất mau. Mau là lông trên da chúng ta, là vật nhỏ nhất trong chánh báo của chúng ta. Nhất trần, một hạt bụi trong y báo. Một hạt cát, nhất trích là một giọt nước. Mấy chữ này đều hình dung số ít, nghĩa là nói dù trong Phật Pháp trồng một ít thiện căn như vậy, ông cũng không thể bỏ sót họ. Đây là lời Đức Phật dặn dò Địa Tạng Bồ Tát. Chúng ta tin tưởng sâu xa Địa Tạng Bồ Tát tuyệt đối sẽ y giáo phục hành. Tuyệt đối sẽ chẳng làm trái nghịch lời dặn dò của Thế Tôn. Do đó chúng ta được an ủi to lớn. Tuy thiện căn của chúng ta không nhiều, nhưng ở đây nói một cọng lông, một hạt bụi, một hạt cát, một giọt nước thì thiện căn ít như vậy chúng ta cũng có. Điểm này là thật chứ không giả. Trong đạo tràng chúng ta vừa xưng danh hiệu Phật, cúi đầu lại một lại thì đã trồng thiện căn. Địa Tạng Bồ Tát đâu lẽ nào không chăm sóc chúng ta? Nếu Địa Tạng Bồ Tát không có biện pháp chăm sóc thì đó là vì chúng ta gặp ác duyên, xong ý niệm ác cứ tăng lên, vậy thì không có cách gì khác. Vậy thì Địa Tạng Bồ Tát cũng không có cách chi chăm sóc. Ngài cũng cảm thấy tâm thì có dư nhưng không đủ sức. Là vì chúng ta không nghe lời răn dạy. Nếu một ít thiện căn này của chúng ta có thể dần dần tăng lên, thì nhất định sẽ được Bồ Tát hộ niệm, được Bồ Tát gia trì. Chúng ta đọc tụng, nghiên cứu kinh điển sẽ khai ngộ. Câu phu niệm Phật của chúng ta sẽ đắc lực. Chúng ta đoạn trừ diệt ác sẽ không cảm thấy khó khăn. Đều là do Phật Bồ Tát gia trì chúng ta. Chúng ta tu thiện có thể sinh tâm hoan hỷ. Chúng ta hãy suy nghĩ cặn kẽ, đó có phải là nhờ Thế Tôn dặn dò Địa Tạng Bồ Tát ở cung trời Đao Lợi hay không?
Sau khi Đức Phật diệt độ, Ngài Địa Tạng thay thế Đức Phật. Nghĩa là sau khi Đức Phật diệt độ, sau ba thời kỳ chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp, trong pháp dần của Đức Phật, Ngài Địa Tạng thay thế Đức Phật. Tương lai sau khi pháp dần của Đức Phật hết rồi, một vạn hai ngàn năm sau, khi Đức Phật diệt độ, mãi cho đến khi Di Lặc Bồ Tát hạ sanh, thì hiện thành Phật, đoạn thời gian ấy rất dài. Dùng thời gian chúng ta để tính thì là hơn năm mươi mấy ức năm. Trong khoảng thời gian này, thế gian không có Phật pháp nên chúng sanh rất khổ, phải nhờ vào sự giúp đỡ của Địa Tạng Bồ Tát. Phải nhờ Địa Tạng Bồ Tát dạy dỗ. Đây là lời dặn dò của Đức Phật trong pháp hội giảng kinh này. Địa Tạng Bồ Tát gánh vác sứ mạng này. Hết thảy chư Phật Bồ Tát đều trợ giúp Địa Tạng Bồ Tát. Giúp sức để Ngài hoàn thành sứ mạng độ chúng sanh. Tại sao chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát đều đến giúp đỡ Địa Tạng Bồ Tát? Vì hoàn nguyện độ hóa chúng sanh là nguyện chung của chư Phật Bồ Tát. Bất cứ người nào đứng ra dẫn đầu thì các ngài đều vô cùng hoan hỷ giúp sức, tuyệt đối không bao giờ có chuyện đố kỵ gây chướng ngại, chỉ có dốc hết sức lực để giúp cho thành công. Trong thế pháp thường có câu thành nhân chi mỹ. Huống chi chuyện này là bổn phận của chư Phật Bồ Tát. Đâu lẽ nào các ngài không chịu tận tâm tận lực trợ giúp cho được? Chi kiến phạm phu thì khác. Phạm phu sẽ nghĩ đây là việc người đó làm, chẳng liên can gì với mình. Đó là tri kiến phàm phu. Chúng ta phải hỏi họ, làm việc này có nhằm đem lại ích lợi cho xã hội, lợi ích cho chúng sanh hay không? Ngày nay việc chúng ta làm có phải cũng đem lại lợi ích cho xã hội, cho chúng sanh hay không? Nếu mục đích giống nhau thì đâu có gì phải phân biệt. Hà tất phải phân chia ra mình và người? Phân chia như vậy thì chướng ngại sự nghiệp. Nếu biết việc này là nguyện vọng chung, là sự nghiệp chung của mọi người, thì mình và người sẽ không hai. Họ làm cũng chính như mình làm. Nói thật ra, họ làm thì chính chúng ta phải nên vui mừng. Vì có người làm, mình khỏi mất công làm.
mình chỉ đứng ở kế bên, dốc hết tâm hết sức trợ giúp họ, như vậy cũng viên mãn công đức. Do đó, các suy nghĩ của chư Phật Bồ Tát khác với các suy nghĩ của phàm phu. Phàm phu nghĩ việc này nhất định phải thuộc về mình thì mình mới sốt sắng làm. Nếu không phải của mình thì sự sốt sắng ấy giảm bớt. Tuy Phật dạy chúng ta tùy hỷ công đức, cứ tưởng rằng sự tùy hỷ đó cũng không viên mãn. Đó là tư tưởng và quan niệm sai lầm của phàm phu, chướng ngại cơ duyên tích lũy công đức của chính mình. Chẳng biết sự thành tựu của họ chính là sự thành tựu viên mãn của mình, cho nên thường không thể hết sức tùy hỷ. Quy kết nguồn gốc cũng là vì trí huệ chưa mở mang, chưa hiểu rõ chân tướng sự thật, nên còn chia mình và người. Còn chia mình và người là vọng tưởng phân biệt chấp trước, chưa buông xuống được. Đây là chướng ngại nặng nề cho việc tu học và tích lũy công đức. Nguyên nhân chính là vậy, cho nên chư Phật Bồ Tát cực lực khuyên chúng ta phải đọc tụng Đại Thừa, dạy chúng ta phải thân cận thiện tri thức. Đạo lý là như vậy. Thiện tri thức ở đâu? Kinh giáo Đại Thừa chính là thiện tri thức. Những chú giải của các vị tổ sư đại đức đời xưa chính là thiện tri thức. Chúng ta phải thường đọc tụng, thường tìm hiểu, y giáo phụng hành, đó mới thật sự là thân cận Phật Bồ Tát, thân cận thiện tri thức. Trong các vị tri thức hiện tiền, chữ tri thức chính là như chú giải của cổ đức đã giải thích. Tri là nói chúng ta biết người đó, nghe danh nhưng chưa gặp mặt gọi là tri. Thức là người mình nhận biết đã từng gặp mặt. Những vị tri và thức này đương nhiên đều là những người chúng ta rất ngưỡng mộ. Rất tôn kính. Họ rất đáng cho chúng ta ngưỡng mộ và tôn kính.
Trong Phật Pháp, việc này thuộc về đạo nghiệp, đạo đức và học vấn. Chứ không phải là tài sản, địa vị. Những gì chúng ta ngưỡng mộ là đạo đức và học vấn. Trong những gì tri thức đương thời, đức học của họ tương ứng với Phật Pháp, chúng ta có thể học theo họ. Nếu đạo đức và học vấn của họ chẳng tương ứng với kinh điển, chúng ta phải kính trọng nhưng tránh xa họ. Nghĩa là chúng ta tôn kính nhưng chúng ta không học theo họ. Chẳng có nghĩa là chúng ta trốn lánh họ. Hiểu vậy sai rồi. Như vậy là không có ý kính trọng. Đây là thái độ chính xác của người cầu học. Chúng ta không học theo họ. Chúng ta coi tiếp câu kinh sau. Phục thứ Địa Tạng, vị lai thế trung, nhược thiên nhược nhân, suy nghiệp báo ứng, lạc tại ác thú. Trong chú giải vừa mở đầu liền trích dẫn một bài kệ trong kinh. Bài kệ này ai cũng biết thuộc lòng. Kinh nói: giả sử bá thiên kiếp sở tạo nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Đây là lời Phật dạy. Lời này là thật. Trải qua trăm ngàn kiếp, đây là thật chứ chẳng phải giả. Những nghiệp đã tạo, những hạt giống nghiệp đã tạo được chứa trong A Lại Gia Thức. A Lại Gia Thức là một kho chứa, rơi vào trong kho này vĩnh viễn không mất, vĩnh viễn không biến chất. Chuyện này rất phiền phức. Nghiệp nhân này khi gặp duyên liền được khơi dậy. Khơi dậy tức là quả báo. Bạn nhất định phải thọ nhận quả báo này. Do đó mới biết một người nếu không có khả năng thoát ra khỏi lục đạo luân hồi, những nghiệp nhân thiện ác mà họ đã tạo từ vô lượng kiếp tới nay, dù đã trải qua vô lượng ức kiếp, khi gặp duyên cũng sẽ thọ quả báo. Đúng như câu một miếng ăn một hớp nước, không gì chẳng phải đã định sẵn.
Do ai định? Do chính mình định. Chẳng do người khác định, là do nhân của mình đã tạo. Bây giờ phải chịu quả báo. Đó là chân lý, là chân tướng sự thật. Người mê hoặc dám tạo nghiệp vì họ hồ đồ. Bồ Tát giác ngộ nhất định sẽ không dám tạo nghiệp. Cho nên kinh nói: chúng sanh sợ quả, Bồ Tát sợ nhân. Bồ Tát là người đã giác ngộ, chúng sanh còn mê hoặc. Lúc tạo nghiệp thì mờ mờ mịt mịt, đến lúc họ nhận quả báo mới sợ hãi. Lúc đó sợ cũng không còn kịp nữa, chẳng giúp gì được. Bồ Tát giác ngộ, cho nên đối với sự khởi tâm động niệm rất cẩn thận, rất thận trọng. Tuyệt đối chẳng khởi một ác niệm đối với bất cứ người, sự, vật gì. Tại sao vậy? Ngài biết khi khởi lên một ác niệm, trong A-la-gia thức đã gieo một hạt giống ác, tương lai sẽ có ác báo hiện ra. Vậy thì làm chuyện đó làm chi? Do đó họ tuyệt đối sẽ chẳng khởi lên một ác niệm nào hết. Dù tập quán xấu cũ gặp duyên khởi lên, chứ gì nên biết một niệm ác của chúng ta khởi lên cũng là hạt giống của thói quen ác khởi lên. Khi niệm ấy vừa khởi lên, người giác ngộ liền lập tức đè nó xuống. Người niệm Phật dùng câu Phật hiệu đè nó xuống. Đó chính là công phu. Cho nên phải biết những hạt giống nghiệp lực trong A-la-gia thức có thể khởi lên bất cứ lúc nào. Ban đêm lúc nằm mộng cũng khởi lên. Nếu nó không khởi lên thì làm sao có cảnh giới trong mộng? Những cảnh giới trong mộng đều do hạt giống của những nghiệp lực thói quen cũ khởi lên. Cho nên người biết dụng công sẽ hạ thủ công phu nơi đó. Dùng một câu Phật hiệu, một danh hiệu Bồ Tát, thay đổi ý niệm đó. Tại sao kêu bạn thường phải niệm Phật? Niệm Phật cho nhiều. Khi bạn niệm Phật thì hạt giống lọt vào A-la-gia thức là hạt giống Phật. Hạt giống chứa đựng trong A-la-gia thức nhiều vô lượng vô biên. Cho nên nó biến hiện ra hư không pháp giới, thập pháp giới, y báo, chánh báo, trang nghiêm đều do những hạt giống nghiệp lực này khởi lên. Bạn làm sao có thể trách cảnh giới bên ngoài? Hết thảy những cảnh giới bên ngoài, thuận cảnh cũng vậy, nghịch cảnh cũng vậy, đều do tập khí của mình đã trồng từ trước khởi lên. Người ngu không hiểu rõ chân tướng sự thật, nên mới sanh vọng tưởng, phân biệt chấp trước và khởi tâm động niệm trong những cảnh giới này. Người giác ngộ hiểu rõ hiện tượng của cảnh giới, biết đó là do nguyên nhân gì tạo ra, thuận cảnh cũng vậy,
á cảnh cũng vậy. Tất cả đều do hạt giống nghiệp lực trong a lại gia thức của chính mình biến hiện ra. Do đó trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, họ cũng không khởi tâm động niệm. Điềm nhiên bình lặng trải qua. Đó mới là tu hành chân thật. Trong hết thảy cảnh duyên, vĩnh viễn duy trì thanh tịnh, bình đẳng giác. Đó là công phu chân thật, tu hành chân thật. Thanh tịnh bình đẳng, tức là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Giác nghĩa là hiểu rõ ràng, rành rẽ, không hồ đồ. Đối với lý sự, tánh tướng, nghiệp nhân quả báo của hết thảy hiện tượng đều hiểu rõ ràng, rành rẽ, đó là chánh giác. Cho nên năm chữ thanh tịnh, bình đẳng, giác trong tựa đề của Kinh Vô Lượng Thọ đã nói đến cùng tột. Nếu trong đời sống sinh hoạt hàng ngày chúng ta có thể tương ứng với năm chữ này, thì chúng ta sẽ sống đời sống của Phật Bồ Tát. Đó là như trong kinh nói, trụ chân thật huệ. Hết thảy những gì bạn làm đều đem lại lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Trong kinh gọi là ban cho chân thật lợi ích. Đó chính là điều mà trong kinh Đức Phật thường dạy chúng ta, tích lũy công đức. Cho nên tích lũy công đức, nếu chính mình không trụ chân thật huệ, ban cho chúng sanh lợi ích chân thật, thì câu này có danh vô thực. Khi thực hiện thì chúng ta mới biết nên làm như thế nào. Chúng ta coi thế gian này rất giống như lời nói trong kinh. Trong kinh nói, trong đời Vị Lai, đây là chỉ thời gian sau khi Đức Phật diệt độ. Cả người cõi trời lẫn cõi người là hết thảy chúng sanh trong lục đạo, tùy nghiệp báo ứng. Nói thật ra, lục đạo chúng sanh rốt cuộc là như thế nào? Bốn chữ này đã nói rõ ràng rồi. Đời này chúng ta sanh tới thế gian làm người. Chúng ta làm người là làm cái gì? Tùy nghiệp báo ứng. Nếu đời quá khứ làm việc thiện, thì đời này bạn tới đây hưởng quả báo thiện. Ngược lại, nếu đời quá khứ làm việc ác, thì đời này bạn tới đây chịu quả báo ác. Cho nên Phật gọi đó là nhân sanh thù nghiệp. Bốn chữ này là lời nói tóm tắt mục đích của đời người. Con người sanh tới thế gian này để làm gì? Đến để đền trả nghiệp báo của chính mình.
Nhưng chúng ta mê hoặc trong lúc đền trả nghiệp báo lại tiếp tục tạo nghiệp không ngừng, việc này rất phiền phức. Đó thật là nhân quả tuần hoàn chẳng bao giờ dứt. Việc này phiền phức lớn lắm. Cho nên trong lục đạo luân hồi vĩnh viễn chẳng có ngày thoát ra. Hiện tượng luân hồi vô cùng tinh vi, khăng khít. Tuyệt đối chẳng phải nói một người trong chúng ta sống ở đây mấy chục năm, sau khi chết đi lại sanh tới một cõi nào đó. Nói vậy là quá tóm lược. Tướng trạng di tế tinh tường hơn là như thế nào? Từ mỗi ý niệm, lúc bạn khởi tâm động niệm, bạn có thể cảm giác được chân tướng của luân hồi, bạn mới đột nhiên giác ngộ. Chúng ta đang luân hồi, luân hồi trong từng ý niệm, nhân quả tuần hoàn trong từng ý niệm. Nhân quả chuyển biến, nhân quả tiếp nối, đó là chân tướng của luân hồi. Luân hồi trong từng ý niệm. Khi tạo nhân ý niệm ác nhiều, hành vi ác nhiều sẽ rơi vào ác đạo. Chữ ác thú nghĩa là ba đường ác. Thiên Thai Đại Sư dạy chúng ta, mỗi pháp giới, trong 10 pháp giới đều có đủ 10 pháp giới trong đó, do đó thành 100 pháp giới. Chúng ta dựa trên nguyên lý này có thể biết mỗi cõi trong lục đạo đều có đủ lục đạo trong đó. Bạn hãy quan sát, trong cõi người có thiên đạo, có tu la đạo, có súc sanh đạo, có ngạ quỷ đạo, có địa ngục đạo. Chúng ta được thân người, đó là nhân đạo. Trong tướng tông gọi, đó là dẫn nghiệp, dẫn dắt chúng ta tới đầu thai trong cõi người. Chúng ta ai cũng được thân người, hoàn cảnh mỗi người chúng ta hưởng thọ có 6 cõi khác nhau. Có người thì hưởng thọ đời sống như người trên trời, phước báo lớn, đây là thiên đạo trong cõi người. Có người thì sống đời sống vô cùng cực khổ, cũng như cảnh giới địa ngục vậy, đây là địa ngục đạo trong cõi người, đó là mãn nghiệp. Cùng là thân người nhưng mãn nghiệp quả báo thiện ác khác nhau. Cho nên nghiệp chia thành hai loại. Loại thứ nhất dẫn bạn tới cõi nào thọ sanh. Loại thứ nhì là sự thọ dụng của bạn sau khi thọ sanh.
Thiên Thai Đại Sư nói về thập pháp giới, phạm vi thập pháp giới còn rộng hơn nữa. Trong cõi người có Phật Đạo, Phật trong cõi người, Bồ Tát trong cõi người, Thanh Văn và Duyên Giác trong cõi người, lục đạo cộng với bốn thứ đạo cộng lại thành thập pháp giới. Mỗi pháp giới đều chứa đủ mười như thị. Như trong kinh Pháp Hoa có nói, mỗi pháp giới chứa đủ mười pháp giới, tính ra thành một trăm pháp giới. Mỗi pháp giới chứa đủ mười như thị, nên tính ra thành một ngàn như thị. Trí Giả Đại Sư tụng kinh Pháp Hoa, triển khai đoạn này trong kinh Pháp Hoa cho chúng ta thấy được chân tướng sự thật. Ngài Trí Giả mở ra sự việc này giống như một công thức trong số học vậy. Bạn dùng thí dụ này rồi mở rộng ra thì bạn sẽ thấy chân tướng của pháp giới. Trùng trùng vô tận, đó là việc Kinh Hoa Nghiêm nói. Trăm giới, mỗi một giới chứa đủ trăm giới. Cộng lại thành một ức giới. Sau đó trong một giới lại chứa đủ một ức pháp giới. Cứ như vậy nhân lên sẽ trở thành trùng trùng vô tận. Kinh Đại Thừa thường dùng lưới của Đại Phạm Thiên Dương làm tỷ dụ nhằm giải thích sự thật này. Từ đó chúng ta mới có thể hiểu sơ sơ về trí huệ của chư Phật, Bồ Tát. Sự quan sát của chư Phật, Bồ Tát, chúng ta có thể thấy được mấy phần sự thật. Còn họ thì thấy được vô cùng rõ ràng, vô cùng triệt để. Nếu chúng ta ở trong nhân gian, ở đây nhìn thấy cõi nhân gian này có lục đạo, vậy thì nhãn quan của bạn cũng khá lắm, bạn nhìn thấu được một tầng. Nhưng bất cứ một pháp nào cũng sâu vô đáy, rộng vô biên. Bạn nhìn được càng sâu càng rộng, tỏ rõ trí huệ của bạn sâu rộng. Trí huệ sâu rộng vô tận, lý sự của pháp giới vô tận. Từ chỗ này chúng ta mới dần dần hiểu được trí huệ của chư Phật, Bồ Tát vô tận. Quán sát tới pháp giới sâu rộng vô hạn. Chúng ta học Phật là học cái gì? Là khôi phục trí huệ đức năng của chính mình. Khi thật sự khế nhập vào trong pháp giới, chẳng nói tới chân vọng, chẳng nói tới có và không, chẳng nói tới đi và về, chẳng nói tới ẩn và hiện, thì bạn mới thật sự khế nhập.
chưa khế nhập thì còn nói tới những thứ này. Tổng kết những thứ này lại thì đó chính là tương đối luận mà các khoa học gia thường nói tới. Bạn chẳng khế nhập là tương đối. Chúng ta sinh sống trong thế gian này là tương đối. Sau khi đi vào thế gian thì chẳng nói tới tương đối. Khái niệm tương đối mất hết. Sự tướng tương đối đương nhiên sẽ không tồn tại. Đây là mục tiêu chung cực của sự tu học Phật Pháp. Là kết quả mà chúng ta mong cầu khi học Phật. Tới lúc đó mới giải quyết hết thảy vấn đề trong tận hư không pháp giới. Trong Phật Pháp chứng được vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Khôi phục hoàn toàn trí huệ đức năng trong tự tánh. Hiện ra viên mãn và chẳng có mảy may khiếm khuyết. Như vậy mới là nhập vào cảnh giới đó. Phần kinh văn sau là đời Đức Thế Tôn giao phó cho Địa Tạng Bồ Tát. Nhờ Địa Tạng Bồ Tát dùng trí huệ thần lực của Ngài để cứu giúp hộ về chúng sanh. Điều này chứng tỏ lòng thương mến quan tâm của chư Phật Bồ Tát đối với hết thảy chúng sanh. Ân đức này là vĩnh viễn vô tận. Hôm nay đã hết giờ, chúng tôi dạy đến đây. Cái kinh, 明天可以讲圆满了，明天不讲圆满。